Tại sao lại phải đổ chân bê tông nhà vệ sinh và giếng trời hai anh em ha? Tại vì đây là những khu vực mà thường xuyên tiếp xúc với nước, dễ gây oxy hóa cho gạch. Vì vậy biện pháp tốt nhất là chúng ta nên đổ bê tông dàn chân trước khi tiến hành xây và tiến hành ốp lát ha. Như trên hình anh em thấy đây, thì ốp lát thì bao giờ bên mình cũng chừa lại một viên cuối cùng. Đã đổ bê tông dàn chân rồi nhưng mà vẫn phải chừa lại như vậy ha anh em ha. Và tiến hành chống thấm bằng những hóa chất chuyên dụng của Sika ha. Thì như hình anh em đang thấy đây ha, thì mình để lại một viên, quét hết chống thấm một viên này hết ha, và sau đó tiến hành test nước anh em ha. Ngày mình tiến hành bơm nước vô hết trong cái nhà vệ sinh này, nó khô rồi mới tiến hành bơm nước nha anh em. Bơm nước cho anh em để chừng 1 đến 2 ngày xem coi có hiện tượng thấm hay không ha. Ok anh em, cảm ơn anh em đã xem hết clip của mình ha.